Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Tiếp tục bán tải Chi Tông lại về bên cửa hàng em Lợi đây. Đây là cái chiếc Chi Tông đời 2019 số tự động một cầu, máy dầu, bản tiêu chuẩn, xe tên tư nhân biển Hà Nội. Bác nào mà quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Giá thì bên em đang công khai chào bán là 455 triệu. Đây là toàn bộ các phần ngoại thất bên ngoài này, xe được trang bị nữ sơn màu nâu cà phê nhé. Toàn bộ xe thì không có đâm xô tai nạn gì, máy số là nguyên bản và bên em Lợi cam kết bằng văn bản cho quý anh chị. Bên em Lợi đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị bằng văn bản. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, sử dụng động cơ máy dầu 2.5. Và với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Toàn bộ các cái phần cản sau của chiếc xe là cản độ này, thanh thể thao và đồng sơn của chiếc xe thì còn sơn zin đến 95%. Toàn bộ xe không chạy công trường nên là cái chất khung gầm của chiếc xe còn khá là đẹp nhé. Đây, anh chị em có thể xem cái khung gầm Hà Nội này. Đấy, lốp láp rất là đẹp và dày. Khung gầm xe không bị mục bọt bắn nheo gì. Tất cả các cái đèn hậu của chiếc xe đều sáng và đẹp. Bật lên xuống kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt. Gáo gương của chiếc xe đây, từ các cái đèn pha này. Lốp láp của chiếc xe rất là dày nhé. Xe được trang bị la răng đúc này. Tất cả các cabo này, kính lái đều không dặn nứt nhé. Và các cái phần mặt ca lăng của chiếc xe đều rất là đẹp nhé. Đấy. Sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Đây là toàn bộ các phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Từ táp ly, cột kèo đều là nguyên bản hết nhé. Đấy, kính đèn đều được dán phím cách nhiệt và kính zin theo xe hết. Nội thất ghế phía sau của chiếc xe, ghế da zin, được sàn 5D này. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu. Tất cả các cái phần ốc này, đến bậc lên xuống này, tay nắm tóc ly cánh cửa này, đều là nguyên bản hết. Kính đèn đều dán phím cách nhiệt này. Chỉ cánh cửa bác nào biết xem keo chỉ này. Kính thì đều có số 9 nhé, theo năm sản xuất của chiếc xe. Táp ly cánh cửa bậc lên xuống sàn da 5D. Ốc cột này, tem mác cột đầy đủ hết zin 100%. Bóng khí của chiếc xe là nguyên bản nhé. Đây là thêm cái màn hình này, hộp số tự động này, phanh tay tì tay này. Đấy, vô lăng của chiếc xe này. Ốc khóa bản lề này, bao zin hết toàn bộ. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nên là độ cách âm của chiếc xe cũng khá là tốt. Sắt xi này, số khung này, đấy. Cổ bô cổ xà của chiếc xe nó khá là sáng và đẹp. Đây là các cái phần đèn hậu của chiếc xe nhé. Đèn hậu này, nguyên bản này và toàn bộ các cái ốc sau này, cốp này đều nguyên zin. Đây là hai cái cánh cửa bên phụ của chiếc xe nhé. Từ táp ly cánh cửa này, cột kèo này, bao bánh xin. Ốc, bánh mì, bánh rán, bánh trưng, bánh giò đây. Đây nhá, toàn bộ các cái phần chỉ này, bánh mì, cánh cửa này, rán, kính này. Tem mác cột bên lái, bên phụ đều rất là đẹp và nguyên zin nhé. Vô lăng của số của chiếc xe theo thời gian này, hộp số tự động nhé, một cầu. Chất xe chạy 9 vạn nhé. Audio của chiếc xe đây 9.7 đây. Đó. Bàn đạp phanh ga của chiếc xe này, bậc lên xuống này khá là đẹp. Các cái ốc này đều zin hết. Vâng, đây là cái phần khoang động cơ của chiếc xe nhé. Từ ốc cabo này, đầu rằng tai này, các cái chân đèn này đều là nguyên bản hết và các cái phần nhựa của chiếc xe khá là sáng và đẹp.
toàn bộ cổ bô cổ xạ của chiếc xe này sáng và mới. Máy phanh ABS 4 bánh này. Khoang động cơ của chiếc xe là DID máy dầu. Máy này cực kỳ tiết kiệm nhé. Sau đây em Lợi sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý chị nghe nhé. Đây là cái tiếng động cơ đang mở. Tự động một cầu máy dầu, bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nha, em Lợi.